từ việc bà con lối xóm để hòa mình vào với tổ tiên. Ngày hôm nay thực hiện đúng tâm nguyện của ông, của cha ông và cụ chúng cháu, chúng cháu đã làm được việc này. Và từ sáng đến nay thì gia đình vô cùng xúc động, nhận được cái tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ, động viên của chính quyền địa phương Hưng Yên và Khoái Châu, đặc biệt là xã Đông Ninh và thôn Nội Doanh. Những tình cảm đặc biệt của họ mạc, nội ngoại, bà con lối xóm, làng trên xóm dưới, đồng nghiệp, đồng chí và bạn bè sẽ là cái sâu sắc nhất, sẽ là cái ấm áp nhất, và mãi mãi chúng cháu sẽ ghi ơn. Thay mặt cho các con, các cháu, chắc xin gửi lời cảm ơn chân tình một lần nữa đến các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước, các cơ quan trung ương, các bộ, ngành, địa phương đã quan tâm, chia sẻ và đến phúng viếng tiễn đưa cha, ông, cụ chúng cháu. Đặc biệt cảm ơn chính quyền địa phương xã Đông Ninh, thôn Nội Doanh, họ mạc nội ngoại và bà con lối xóm làng trên xóm dưới trong những ngày vừa qua không nề hà vất vả khó khăn, tập trung chu đáo để lo toan việc hậu sự cho cha ông của chúng cháu. Chúng cháu sẽ khắc ghi những cái điều này và cũng đúng như tâm nguyện của bố cháu đã dặn trước khi nhắm mắt, đó là hãy mãi mãi giữ gìn truyền thống gia đình, mãi mãi phải giữ cái đạo đức cách mạng theo đúng như truyền thống nhiều đời của dòng họ để lại. 2 giờ chiều nay sẽ là lễ hạ huyệt cho cha của chúng cháu, sau đó cũng thể theo tâm nguyện của cha ông của chúng cháu dặn dò trước đây, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan lãnh đạo địa phương, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè, đồng nghiệp, thân hữu gần xa, các gia đình trong gia hãy trở lại nhà để dùng bữa cơm, để gia đình được thay mặt cho vong linh của bố cháu cảm tạ tất cả mọi người. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Dưới đây hồ toàn là cát.
cát vàng bốn bên hồ có những lối đi làm bằng vàng bạc. Lũ ly và qua lê phía trên kia con đường ấy lại có vô số lâu. Thank you.
tăng hóa đơn đi huệ tạng thông chân thể nghi bàn để điều phục chúng sanh căn cường làm cho chúng nó rõ phàm khổ pháp vui thiện thông chư phần đều trai thế gia kính tham đơn thầy toán mấy giờ đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vầng mây sáng rỡ lớn như là vầng mây sáng rỡ đầy luôn vầng mây sáng rỡ đại từ bi vầng mây sáng rỡ đại trí huệ vầng mây sáng rỡ đại văn nhã vầng mây sáng rỡ đại tam muội vầng mây sáng rỡ đại kiết tường vầng mây sáng rỡ đại phương đứng vầng mây sáng rỡ đại công đức vầng mây sáng rỡ đại quỷ vầng mây sáng rỡ đại tăng thân đờ pha phóng ra vầng cà phê vầng mây sáng rỡ như thế rồi lại phóng ra sáng cứ tiếng vì diệu như là tiếng vô thí độ tiếng trì nhơi đồn tiếng nhân dòng đó tiếng thanh tân đó tiếng thiên đình đó tiếng bán nhã đó tiếng từ bi tiếng hì và tiếng giải thoát tiếng vô lậu tiếng trí huệ tiếng thứ tự hồng tiếng đại thế tự hồng tiếng mây sầm tiếng mây sầm lớn trời đồng hồi hòm khi đường phẩm hóa ra vân cả vẫn cạch tuyệt tiếng vi diệu như thế sông thời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý tận ở trong cõi ta bàn và cõi nữa vương ra cũng đến hồi hộp nơi cung trời đau lời như là trời tứ thiên vương trời đau lời trời tu diệm ma trời đấu tuấn đàm trời hoa lan trời tha hóa trời thứ tài trời phàm chúng trời phàm phu trời đại phàm trời tiểu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời thiếu tình trời vô lượng tinh trời biến tinh trời phước sanh trời phương hai trời trời vô tướng trời vô biên trời vô nhiệt trời tâm tâm y diệu ba thiên văn kim kiến văn tu chỉ nguyện giải như lai chân được nghĩa nam mô phật nam mô bản sư Nam thai loan quý vương hành bình quý vương nhiễm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đại ai kính quý vương can quý vương như thế đều đến hồi hồn đừng qua phá thới bây giờ đứng sinh ra mẫu lý còn bao ngày văn phù sư lại phá vương tư đại bồ tát rằng ông khai kinh kệ vô tầng tâm tâm y diệu ba vây thiên văn ước kiệp đám ngộ ngà kim kiến văn đa tu chỉ nguyện giải như lai chân tự kia nam mô phật nam mô bản sư thích ca mâu ni phật nam mô bản sư thích ca mâu ni Sama, 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 sama